Chiều ngày 29 tháng 6, Ban chỉ đạo của quận kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại 3 điểm thi trên địa bàn quận, gồm trường Trung học phổ thông Kiến An, Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Trung học phổ thông Đồng Hòa. Cùng đi có đại diện Điện lực Kiến An, VNPT Hải Phòng. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trên địa bàn quận trong ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7, các nhà trường rà soát chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Ngoài các phòng thi chính thức tại các điểm thi cũng sẽ bố trí phòng thi dự phòng. Các nhà trường xây dựng các phương án đảm bảo an toàn thuận lợi cho thí sinh đến thi. Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất các phòng thi, đoàn kiểm tra đề nghị các nhà trường quan tâm rà soát lại cơ sở vật chất, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19, có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về điện, bố trí lực lượng học sinh tình nguyện tham gia hỗ trợ trong những ngày thi, với mục đích để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trên địa bàn quận đảm bảo nghiêm túc an toàn.